Mấy cái lần trước hình như mình tham gia cái đeo tai nghe này cũng là hát bài của Chibu thì phải đúng không? Thế là mình hát rất là hay, nhưng mà vô chương trình này là yêu cầu hát dở, cho nên là mới hát dở vậy thôi chứ. Trời ơi, mặt này nghĩ sao hát dở. Phải khẳng định là một lần nữa, rõ ràng là khi mà mình đeo tai nghe mình cảm giác như là mình hát hay lắm, mình hát hay như kiểu ca sĩ. Nhưng mà khi mà xem lại thì... Bài hát mà ngày hôm nay thì bọn mình hát sẽ là bài đang đứng ở top 1 trending rất là lâu, bài Anh ơi ở lại của Chibu, Chuyện nắm cám. Anh ơi, nếu như mà em hát không hay thì anh hãy ra hiệu cho em. Trời, ngại quá, ngại quá. Mình chưa bao giờ mình đứng mình hát trước toàn thể nhân loại vậy trơn. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm ấy mưa chết. Ủa mấy em, đây là bài hit đó hả? Hit anh ơi, hit lắm luôn á. Nó hát xong là hot luôn, nóng đổ mồ hôi nè. Đã làm trái tim em có cầu vồng. Và cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai. Chú kia nở nụ cười trên môi mới làm nũng nịu. Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi, anh ở lại. Ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng là áng mây trời quán bầu trời, một rừng chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, giờ cũng đã xác sơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Thề luôn, không nghe đến giọng mình luôn ý. Dã man. Cái này là sub nó bị sai so với bài hát, đúng không? Tông Chibu hát cái đoạn đầu đó thấp hơn cái khả năng mình có thể hát được. Mình không hát được nốt cao, không được hát được nốt quá cao, không được hát được nốt quá thấp. Cái quãng mình nó ngắn ngủn à, quãng ta dài lắm, quãng mình là quãng chị thôi, quãng ngải thôi. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai. Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Anh ơi, anh ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, yêu cùng đêm sắc sơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lang lang đâu rồi. Anh ơi, anh ở lại. Đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi, anh ơi, anh đừng đi. Trời, chưa có bao giờ em nghe một giọng ca nào mà làm cho em nhói tim đau như vậy luôn. Anh ơi, nên dừng lại, dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt. Vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay.
lấp lánh những ánh đèn đường, hòa cùng một chút mưa giông đang kéo về thật nhiều đau đớn. Không còn mạnh mẽ cho tình yêu. Chuẩn bị. Lau mi đi em đừng buồn. Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được. Vào một chiều tan vỡ, một người khóc một người đau. Thực ra mọi người cứ chơi chi vui chứ bài này khó. Bài này khó đấy em bình thường nha. Chứ bình thường mình hát hay lắm. Em sống phòng mấy điểm? Chắc tầm 2 trên 10. Cao lên, tự tin. Em nghĩ tầm 9,5 trên 10. Thế là tham gia cái chương trình này nhiều rồi nên mình đã control được cái giọng hát của mình rồi. Nghĩ là khoảng 8 điểm. Thế á? Thôi thế thôi. Để các bạn tự đánh giá xem giọng hát của mình như nào nhá. Trời ơi, nếu mà chi bô tốn hết 3 năm để đi học thanh nhạc, mình đã tham gia lớp thanh nhạc của anh Gô Đụ hết 30 phút là mình đã hát được cái bài này rồi. Rồi, ghê quá trời, hay quá, tuyệt vời quá. Nếu mọi người thấy chương trình này hay, nhấn like, share, subscribe. Để lần sau tụi mình tiếp tục làm. Yeah, bye bye. Vâng, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn.